Ý à, anh là anh Nguyên, con của bác Ngộ đúng không? Ờ, Nguyên con bác Ngộ nè. Công nhận nha, anh giống bác Ngộ y chang luôn á. Anh có công chuyện rồi, giờ anh đi công chuyện mới được. Không, anh lỡ lại nói chuyện với em một xíu thôi. Không được đâu, dịp khác đi, anh công chuyện gấp lắm. Ôi, nói có thêm một xíu nhanh lắm mẹ. Ông tỉnh ra đi. Nè, anh nghĩ sao vậy hả? Hả? Anh là đàn ông con trai mà anh nghĩ sao mà anh đánh phụ nữ hả? À, anh chị có dạy bảo nhau về nhà đóng cửa đi, chứ đứng trước cửa nhà tôi gây ồn ào quá, mất trật tự quá. Ủa anh nói gì? Ở đây là trước cửa nhà anh trước hả? Trước cửa nhà tôi. Ủa vậy anh là con của bác Ngộ hả? Ừ. Vậy anh này là con bác Ngộ? Đâu có đâu, tôi con một mà. Ủa chứ nó bác Ngộ có hai người con trai. Ủa vậy anh này là... Ủa anh Trọng. Mệt quá. Tan chứng nè, lát nữa tôi đem lên xã. Mà nói vậy á, là anh là con của bác Ngộ hả? Đúng rồi. Anh là anh Nguyên? Đúng rồi, tôi tên Nguyên. Ủa nhưng mà tại sao từ hồi xưa tới giờ tôi không có gặp anh gì hết trơn á? À tại vì tôi mới học trên thành phố, tôi mới về. À à, ủa hồi nãy cô nói cô là con của cô Hội đúng không? Đúng rồi, tôi tên là Út Đẹp. À hèn chi tía tôi hay nhắc hoài. À má tôi cũng vậy á nha, từ hồi á mà tía anh qua nhà chơi á, ngày nào má tôi cũng nhắc tía anh hết trơn á. Công nhận nha, nhưng mà từ hồi xưa tới giờ á, má tôi không có bao giờ nhắc người đàn ông nào nhiều như vậy hết trơn á. Nói nãy giờ mới để ý ha. Bây giờ tôi với anh á, tác hợp cho má tôi với tía anh. Biết được không? Được sao không? Thôi thử coi sao. Vậy là anh đồng ý? Đồng ý luôn. Vậy thì tôi với anh xúc tiến luôn. Nhưng mà khoan đã, bây giờ á, tôi phải qua bên nhà hàng xóm, tôi coi là cái ruộng của họ mới vừa bị bệnh đậu ôn á, qua chỉ cái cách cho họ trị bệnh nè. Nhà hàng xóm anh bị bệnh đậu ôn mà có nặng không? Ừ thì nói chung thì cũng hên, là nó chỉ là mới cái giai đoạn đầu thôi. À, mà hả Út biết không, mình á, mình không có nên để cho hả ruộng nó bị bệnh xong rồi sau đó mình mới xử lý, mà phải phun ngừa ngay khi mà cái vết bệnh nó vừa chớm xuất hiện, ý là cái vết bệnh nó còn nhỏ. Và mình còn phải ngưng bón phân đạm nè, và các loại thuốc kích thích sinh trưởng, và đảm bảo cho lúa lúc nào cũng có đầy đủ nước khi lúa bị nhiễm bệnh, đúng không? À ghê vậy ta, thuộc bài ghê vậy. Ủa vậy tía tôi á có nói á là khi mà bệnh đậu ôn á nó phát triển thành dịch rồi đó, thì mình phải làm cách nào để trị không? Tưởng gì dễ ẹt. Sao? Tôi nhớ hết nè. Tía anh nói á là nếu như mà bệnh phát triển thành dịch, nhất là bệnh đậu ôn cổ bông, thì mình phải phun thuốc đặc trị có tính lưu dẫn để đạt được hiệu quả cao và kéo dài, đúng không? Giỏi vậy ta. Trời tôi mà. Thôi vậy bây giờ cô đi chung với tôi qua bên ruộng đó luôn đi. Để coi mình giúp được gì cho người ta không. Đi thôi. Đi ha. Bệnh đạo ôn á thì Út Đẹp đã xử lý thành công rồi. Không biết cái chuyện mà của bà Hậu với ông Ngộ có thành công không đây ta. Bà con à, chúng ta nên nhớ là phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông nhé. Còn nếu mà lỡ phát bệnh rồi đó thì cần phải ngưng sử dụng phân đạm nè, rồi ngưng sử dụng các thuốc kích thích sinh trưởng và đảm bảo là đủ nước cho cây. Còn nếu mà bệnh đã phát triển thành dịch rồi đó, đặc biệt là dịch đậu ôn cổ bông á, thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc đặc trị có tính lưu dẫn để đạt hiệu quả cao bà con nhé. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bục ADC trao thưởng thấy mê. Bà con nông dân khi mua một trong ba sản phẩm diệt mầm 360 AC, tăng tay đi 550 AC và Super Bowl 60 AC sẽ có cơ hội trúng 9 chiếc SH 150i, 19 xe filter và hàng trăm ngàn phần quà giá trị khác. Chương trình được tiếp tục từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020. Bục ADC trao thưởng thấy mê. ADC mang đến sự tốt lành. Có đầy đồng tính sao giờ đây anh? Em chớ lo để anh lo cùng. Ruộng nhà có đầy ở đó mà yêu đương. Giờ có ADC chú khỏi lo có mọc.
Diệt mầm 360EC, công thức cải tiến, hiệu quả vượt trội, diệt cỏ tận mầm, không sợ mưa sao phun. Bảo vệ mầm lúa, dứt nỗi lo chết vụn. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.